nghiệp ra để làm gì? Để kiếm tiền. Nói thẳng luôn, kiếm tiền. Nông nghiệp đã bị bỏ quên rất lâu rồi. Phải trước tiên hết hiểu cái sự khó khăn của nông dân Việt Nam mình. Thứ nhất là quy mô sản xuất, thứ hai là nhân lực sản xuất, và thứ ba là cái sự hỗ trợ. Mà quan trọng là nhà đầu tư cùng với bạn có nhìn thấy được trái cây của tương lai hay không? Đừng để đứt tới chân mới nhảy, đừng để mất đâu phải làm chuồng, hoặc là phòng cháy hơn chữa cháy. Phải biết mình giỏi cái gì, mình không biết mình giỏi cái gì mình làm những chuyện mình không giỏi, đó không thể tác động hết á. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần tọa đàm chương trình ngày hôm nay. 4.0 thật ra là gì? Công nghệ cao trong nông nghiệp thực sự là gì? Cao của Việt Nam mình có thực sự là cao của thế giới hay chưa? Và cao của thế giới nó có thực sự phù hợp với Việt Nam hay không? Thì đó là cái phần đầu tiên trong tọa đàm. Và phần thứ hai là phần mà chúng ta sẽ chia sẻ về việc rằng vậy thì nếu chúng ta muốn đưa những cái nông nghiệp công nghệ cao đấy, những cái yếu tố công nghệ đấy vào trong doanh nghiệp của mình thì mô hình kinh doanh cần phải như thế nào? Đầu tiên trước hết mình muốn hiểu được công nghệ 4.0, mình phải hiểu được công nghệ 1.0, 2.0, 3.0 là gì. Mình lúc đó mới hiểu được 4.0. Thì 1.0 là công nghệ gọi là hơi, lúc đó mình có steam engine. Sau đó là công nghệ 2.0 là điện, mình có máy phát điện, mình có xe điện. Sau đó tới công nghệ 3.0 là vi xử lý và máy vi tính. Tới công nghệ 4.0 là công nghệ số. Nhưng mà bây giờ đó, ngoài công nghệ số ra, nó lại dính vô rất là nhiều lĩnh vực đa ngành. Nó dính vô công nghệ thông tin, dính vô công nghệ sinh học, dính vào công nghệ nano, dính vào công nghệ điện tử. Cho nên cái câu chuyện 4.0 ở đây nó rất là to. Cho nên người ta có những cái ý tưởng rất là lớn, là làm sao hợp tác được hết tất cả những cái ngành nghề vào trong công nghệ số, bỏ vào cloud. Ở đây cũng hay nghe chữ cloud là đám mây. Nhưng mà thật sự ra nó bị vấn đề là nó chạy hùa theo cái phương hướng của xã hội, đó là chúng ta phải có 4.0. Mà 4.0 là gì? Không ai hiểu gì hết. Trong nông nghiệp á, thì ngay cái lúc này á, cái mục đích chính của 4.0 là gì? Là dùng cái công nghệ số đó để mà giảm bớt cái sức lao động của con người và nâng cái công suất của cái thủy sản hay là trồng trọt lên. Như vậy làm sao đây? Thì mọi người nói rằng có công nghệ của Israel, công nghệ Hà Lan, họ đem về đây, mà tại sao mình không phát triển được? Tại vì tất cả những người nào mà hiểu về công nghệ, họ đem về, nhưng mà sử dụng không đúng chính xác, hoàn toàn. Tại vì mỗi nơi, mỗi chỗ nó có những cái chi tiết rất là khác biệt với nhau. Thí dụ, công nghệ của Israel, đem về cái nhà màng của Israel, nó có những cái thông số rất là mắc tiền, mà người ta không hiểu lý do tại sao mà chúng ta phải làm như vậy. Thì họ cứ đem về, ví dụ cái màn trống bọ cát. Mình ở đây đâu có bọ cát đâu, đâu có cần làm màn trống bọ cát. Nhưng mà họ vẫn làm, tại vì cái đó là công nghệ Israel. Rồi công nghệ trộn phân tự động của Netafim, của Fertikit, của rất là nhiều loại. Ở đây ở đây nó bán rất là mắc, người nông dân mình không thể nào mua được. Nhưng mà khi mà ngồi xuống coi chi tiết lý do tại sao nó mắc á, thì là chúng ta cũng không có cần những cái sản phẩm đó trong cái ngành nông nghiệp của Việt Nam. Thành ra những cái người nào hiểu về công nghệ 4.0 phải trước tiên hết hiểu cái sự khó khăn của nông dân Việt Nam mình. Đem cái công nghệ đó đem về đây thì cái công nghệ đó là công nghệ số, nhưng mà hoàn toàn không thể nào hợp lý hoàn toàn với đất nước Việt mình được hết á. Cho nên mình phải thay đổi. Thì ở đây chưa có ai hiểu rõ là công nghệ số là cái gì hết á. Tại vì họ không có hiểu được cái vấn đề người nông dân Việt Nam ở đây, người công nghệ ở bên đây, hai bên chưa có hợp tác với nhau hoàn toàn. Người nông dân thì tôi biết trồng cây trọt cái này là 40 năm nay tôi trồng trọt kiểu này. Người công nghệ nói nhưng mà anh phải thay đổi cái suy nghĩ trồng trọt của anh. Thì ngay cái lúc này thật sự ra là tại sao mình có câu hỏi công nghệ 4.0 là gì? Là tại vì chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, cái nhà khoa học của trường đại học và cái nhà gọi là sáng tạo và cái người nông dân. Hai người đó chưa có cơ hội nào để mình gặp nhau. Thì mong rằng đây là một câu chuyện mình nhờ sách hay để bắt đầu đem cái gap đó lại gần gũi với nhau, thì lúc đó mình mới có một cái công nghệ thật sự là 4.0. Anh, tôi rất là tâm đắc với những cái gì mà Lương nói. Tuy nhiên, mình là doanh nghiệp khởi nghiệp,
cái nhìn nhận của 4.0 là nguyên tắc của cái nhìn nhận của nhà khoa học. Còn tôi ví von như thế này, nếu chúng ta để con số 1 là con số 1 và con số 2 là con số 2. Con số 3 sẽ là con số 3, nhưng chúng ta ghép lại thì nó là 123. Nó sẽ khác nhau. Vì vậy trong cách việc chúng ta làm á, là tính liên kết là tức là liên kết và phát huy sức mạnh và nhân sức mạnh nó lên nhiều lần thì chúng ta sẽ thành công. Trong nông nghiệp dĩ nhiên là có lẽ rằng trước đây chúng ta nghĩ rằng phải đi vào trường tài chính, chúng ta phải làm bác sĩ, rồi chúng ta phải làm kỹ sư, và nông nghiệp đã bị bỏ quên rất lâu rồi. Chúng ta phải đánh thức cái nền nông nghiệp lại. Tuy nhiên nó sẽ khó khăn. Khó khăn lắm thì bây giờ nó có công nghệ 4.0, nó có nhà khoa học, thì chúng ta câu chuyện là phải kết liên kết, tập hợp sức mạnh, làm sao để phát huy được cái mối quan hệ đó. Bởi vì bản thân tôi khi mà tôi bước ra tôi làm là tôi chả hiểu gì về nông nghiệp. Và tôi nói với các bạn ở dưới thì các bạn trẻ của chúng ta, các bạn học ở trong nhà trường chỉ 20% là giá trị kiến thức nền tảng thôi, 80% là các bạn học ở ngoài. Thế nhưng mà bây giờ các bạn lại đi dấn thân một công việc là 80% cứ ngoài đó, với một cái niềm đam mê. Các bạn đam mê các bạn mới làm được. Nhưng mà đam mê nó có quan hệ, tôi nói ở đây thật sự có thể người ta nói hơi lạ đó, có quan hệ xã hội gì không, gì quan hệ có nhiều loại quan hệ. Mình có quan hệ với bạn bè, quan hệ thầy cô, quan hệ những người đi trước, người ta có thể hỗ trợ và giúp đỡ mình. Mỗi bạn làm một ngành nghề, mỗi bạn có một kỹ năng, chúng ta có một cái chuyên, thì từ đó chúng ta có thể làm được điều chúng ta muốn. Mà chúng ta, tôi có nghe một câu nói như thế này, muốn đi nhanh thì đi một mình, đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhưng mà tôi lại thêm một câu nữa, quan trọng là đi với ai. Bạn có nghĩ rằng hơn một năm trời tôi mới làm được cái họp đó, và cái họp đó tới đây dùng nữa. Cái sự thay đổi nó phải liên tục, và khi mình làm rồi có những lúc mình phải dòm lại và mình mới thấy điều đó là mình xa. Câu chuyện không phải là mình muốn thông điệp gì, mà ở ngoài kia người ta muốn cái gì. Và tôi nghĩ rằng tới giờ hôm nay vẫn chưa phù hợp. Hoàn nắng đến thời điểm này thì thật ra cũng đang ở trong giai đoạn 3.0 thôi, chứ chưa nâng lên được 4.0. Tại vì bản thân của Hoàn nắng là sản xuất về nông nghiệp hữu cơ, thì nông nghiệp hữu cơ thì nó lại quay về những cái gì gọi là sản xuất nó thuần với tự nhiên. Tuy nhiên thì 4.0 là một cái mà mình để mình ứng dụng vào để mình cải tiến cái sản xuất nó, để mình cải tiến cái sản phẩm của mình, thì nó rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên là với cái kinh nghiệm là người trực tiếp sản xuất thì Hoa Nắng nhận thấy có những cái khó khăn chính để mà ứng dụng cái công nghệ vào. Thứ nhất là quy mô sản xuất, thứ hai là nhân lực sản xuất, và thứ ba là cái sự hỗ trợ. Thì tôi sẽ chia sẻ từng cái. Thứ nhất là về quy mô sản xuất, thì ở Việt Nam mình đặc thù quy mô sản xuất là quy mô nhỏ lẻ. Anh chị có thể đem những cái công nghệ rất là hay của nước ngoài về, tuy nhiên không thể nào ứng dụng trên 1 hectare, 2 hectare hay là 3-4 hectare, mà cũng không bao giờ có những doanh nghiệp nào có thể bỏ tiền ra mua hàng ngàn hectare hoặc là 500-700 hectare để sản xuất. Thì khi mà cái công nghệ mình đưa vào để sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam thì bị vướng một cái là quy mô nhỏ lẻ, thì rất khó đầu tư về công nghệ. Thứ hai là về nhân lực sản xuất. Đã nói được về nông nghiệp thì năng lực sản xuất chủ yếu là những anh chị mà thật sự trình độ cao hoặc là có thâm niên về công nghệ thì lại ít làm nông nghiệp. Còn những người làm nông nghiệp thì lại khó tiếp cận với công nghệ. Chính vì vậy mà Hoa Nắng rất là muốn đưa những cái công nghệ xuống cho những anh chú đang làm ở Hoa Nắng. Tuy nhiên mà ông nói tao cũng xài. Đó là cái khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba là cái sự hỗ trợ. Mà Hoa Nắng thì lại không có dùng là từ sự hỗ trợ, mà là Hoa Nắng là tìm sự hỗ trợ. Tức là mình hay nói là thiếu sự hỗ trợ từ nhà nước, thiếu tự sự hỗ trợ từ địa phương. Tuy nhiên Hoa Nắng thì lại nói là tôi chưa kiếm được sự hỗ trợ từ nhà nước. Tại vì mình phải là người chủ động đi tìm sự hỗ trợ đó. Thì đặt ra cái cách mà tiếp cận cái sự hỗ trợ từ Việt Nam thì nó chưa cao. Đó là ba cái khó khăn chính mà trong quá trình làm thì Hoa Nắng mình cảm thấy nó khó khăn để mà mình tiếp cận được công nghệ đúng không? Tôi nói một cái điều rất là quan trọng. Cái đó là cái sự khác biệt giữa nhà chế tạo ra sản phẩm và cái người dùng. Cái
cái quy trình đó ở nước Việt Nam mình nó ngưng ngay cái chỗ R&D. R&D là gì? Là research development, thì nó không có phát triển tới cái tầm tay của người dùng. Còn ở nước ngoài họ quan trọng hơn cái chỗ là đem ra thương mại hóa chứ không có phải là R&D. Anh có ý tưởng nhưng mà ý tưởng của anh không có đem ra được thị trường thì coi ý tưởng nó không đi đâu hết á. Thì cái vấn đề khó khăn của đất nước Việt mình ngay cái lúc này là nhà nước mình như Sở Khoa học Công nghệ, tôi có rất là nhiều đề tài với Sở Khoa học Công nghệ, với Bộ Công Thương, chứ làm ra sản phẩm. Nhưng mà sản phẩm đó nó nằm ở trong cái phòng thí nghiệm, nó không có thể nào đem ra thị trường được hết. Thì gần đây chúng tôi lập lên một cái nhóm thí nghiệm, xong xuôi là tôi đem vô những nhà đầu tư, những nhà sản xuất đó nha. Họ mới vô họ chọn những cái sản phẩm nào chúng tôi làm ra để mình chi vậy, để nó là anh thấy sao, cái sản phẩm mình là thị trường được không. Thì họ là người kinh doanh, chúng tôi là người nhà nghiên cứu, mà hai bên không có nói chuyện với nhau thì cuối cùng cái sản phẩm tôi nó nằm ở trong cái phòng thí nghiệm mãi mãi, nó không đem ra thị trường. Mà nó là 4.0, tôi ví dụ máy trồng phân, thì tôi thấy là sao giá nó tới 30-40 ngàn, đem từ bên Hà Lan về mắc quá, chúng tôi mua một cái đem về coi nó tại sao vậy, lọc ra một cái nữa hạ giá xuống được hay không. Chúng tôi làm được thí nghiệm rất là nhiều, xong chúng tôi có một máy giá thấp mà chỉ có một máy, bây giờ làm sao mà sản xuất được như anh nói. Thì chúng tôi mới kéo một cái nhà gọi là nhà sản xuất đó là chế tạo ra những cái sản phẩm gì đó, họ chưa có bao giờ thấy sản phẩm của tụi tôi mời họ tới, nói anh thấy sao, ủa sản phẩm này nó làm cái gì. Tôi nói không, sản phẩm nó làm, tôi đâu có làm mấy cái này đâu. Nó không, nhưng mà anh thấy anh làm được hay không, làm được thì chúng ta ký hợp đồng rồi mình sẽ phát triển ra 100 cái 200 cái. Thì cái quan trọng nhất ở đây á là cái gap giữa cái người gọi là đem thị trường và cái người chế tạo nó quá xa, cho nên chúng ta phải ráng cố gắng làm sao kéo gần nó lại. Thôi thì nếu mà với cái mũ của nhà đầu tư ấy, thì tôi nghĩ là tất cả những cái ý tưởng hay là những cái kế hoạch kinh doanh của các bạn đem ra trình bày kêu gọi vốn vân vân, thì với cái mũ của nhà đầu tư thì tôi nghĩ đúng như anh vừa nói, anh Hiếu cũng nói thực ra cái ý tưởng của các bạn, cái ý tưởng ban đầu đấy nó không quá quan trọng, mà quan trọng là nhà đầu tư cùng với bạn có nhìn thấy được cái trái cây ở cái tương lai hay không. Thì cái nhà đầu tư mà khi người ta quyết định rút tiền ra, người ta đưa cho bạn, thì bạn phải làm cho người ta cùng với bạn nhìn thấy là cuối con đường kia nó có trái cây. Đó là cái nhiệm vụ, không phải là chỉ của riêng bạn đâu, không phải là chỉ của cái người thí sinh mà đến với chương trình sắp này. Khi bạn đẩy cái cửa bước vào, có khi bạn dự định nói một chuyện, nhưng có khi sau khoảng một tiếng đồng hồ thì câu chuyện của bạn có khi nó lại sang một chuyện khác. Và cái hay của chương trình Shark Tank nó là cái chuyện thực tế đó. Có khi bạn bước vào như vậy, nếu anh ví von với cái 15 phút giải lao, thì trong cái quá trình nó có những phút giải lao, thỉnh thoảng các bạn có thấy những sĩ tinh nói là xin phép các sát cho tôi nghỉ một lúc. Những cái câu chuyện như vậy, và khi bạn gặp nhiều người như thế này, ví dụ như hôm nay đến đây, tôi cũng học được rất là nhiều điều khi mà Hiếu đến chia sẻ, hay là các anh chị ở đây nói chuyện, thì cái sự cộng hưởng đi với nhau, đi với ai, thì nó sẽ làm cho cái câu chuyện đầu tư của chúng ta trở nên hiện thực. Và tất cả chúng ta đều công nhận rằng là khi mà chúng ta có một ý tưởng hay bất cứ một cái kinh doanh nào, thì cái chuỗi nó sẽ giúp chúng ta không chỉ là những người ngồi đây, hôm nay có vẻ là vắng bóng của cơ quan quản lý nhà nước, thì tôi cho rằng là với cái sự đổi mới, và tôi phải khẳng định là nhất là cái bộ nông nghiệp hiện nay, tôi thấy một trong những cái bộ ngành mà có cái ông bộ trưởng nói là rất là sát, rất là tuyệt vời cho cái việc là định hình lại, quy hoạch lại cái nông nghiệp của Việt Nam. Tôi rất là theo dõi cái ngành này, và đặc biệt là miền Tây của chúng ta thì là một cái ngành mà về nông nghiệp phát triển rất nhiều. Hầu hết các cái lãnh đạo các địa phương đây, đặc biệt ở đây tôi quanh hoan như Đồng Tháp rồi, rất là tuyệt vời. Như vậy là một cái chuỗi như vậy, không những là các nhà khoa học mà còn là các nhà đầu tư, rồi thì các sản phẩm và cái mối quan tâm của chính phủ thì sẽ giúp cho chúng ta. Đấy là nói trên góc độ. Nên
nó có cái mô hình kinh doanh nó gọi là front và back. Front nó có nghĩa là giống như một cái đất nước có chiến tranh. Hồi nhỏ tôi đã từng đi chiến đấu chống quân Bắc Kinh Seri ở năm 78 ở biên giới Tây Nam, đánh thẳng vào Campuchia, giải phóng và Phnom Penh, đi qua Siem Reap, bộ Angkor Wat, Angkor Thom, ký tên lên trên đó, dùng lưỡi lê ký tên lên trên Angkor Wat, Angkor Thom. Sau đó tăng cường ở phía bắc đánh Trung Quốc, phía bắc của Kỳ Hương đầy đông người. Bây giờ tôi là một người ung thư sắp chết, nhưng tôi chưa chết, tôi đang ngồi đây. Ok nha. Thì là cái mô hình kinh doanh tôi đi mua. Đây là cái đội ngắn tiến sĩ của tôi ở bên London. Liên Hợp Quốc có tài trợ mà tôi đã thành công cái dự án này, giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những nước nghèo đang phát triển trong toàn thế giới, trong đó có Việt Nam quê hương tôi. Một cái mô hình kinh doanh nó giống như một đất nước có chiến tranh. Ông phải có một cái ông tướng, tướng tư lệnh chiến trường ở phía nam, ngoài chiến trường ông khảo sát coi là tình hình quân địch có bao nhiêu tên. Giả sử như có 5.000 quân Nhật, ok, ông mới lên kế hoạch rằng là 5.000 quân Nhật thì ông cần là tối thiểu phải 5.000 cây số, 5.000 viên đạn, 5.000 người lính, ví dụ như thế, nó gọi là quân nhu yếu phẩm. Ông tính toán xong hết rồi. Đó là tướng chiến trường nha, ok. Tướng chiến trường dự báo ra bao nhiêu ngàn quân Nhật, bao nhiêu ngàn cây súng, ok. Thì mới báo về cho hậu phương, thì có một tướng hậu phương, ok nha, một tướng hậu phương. Thì người nông na nó gọi là COO đó, Chief Operation Officer đấy. Ông mới lên kế hoạch là phải chuẩn bị 5.000 cây súng, 5.000 quân Nhật, 5.000 quân địch, 5.000 người lính, 5.000 quân nhu yếu phẩm để phục vụ cho cái ông tướng chiến trường này tiêu diệt 5.000 quân Nhật ở ngoài tiền tuyến, ok nha. Ông tướng này mới lên kế hoạch thế và bắt đầu cho sản xuất súng, cho đi mua súng hay là kiểu gì đó kiểu mua súng. Cái ông sản xuất thì phải lên kế hoạch là sản xuất 5.000 cái bộ quần áo cho quân nhu yếu phẩm, 5.000 loại thức ăn. Ông lên kế hoạch hết là nguyên vật liệu là gồm có bao nhiêu để phục vụ được 5.000 cái loại nhu yếu phẩm này, rồi bao nhiêu nhân công, bao nhiêu các chi phí sản xuất cần phải có. Ông lên hết mới đưa qua cho ông supply chain. Ông supply chain mới đi tìm nhà cung cấp nào để cung cấp mua nguyên vật liệu để phục vụ cho cái chuyện này. Rồi đưa qua trong IT phải vi tính hóa hết toàn bộ hệ thống để làm sao để chạy được một hệ thống tích hợp, là ông sale chỉ cần, ông kinh doanh, ông tiền tuyến chỉ cần là nói là ở chiến trường đó có 2.000 quân Nhật đã xuất hiện, thì là thông tin nó tự động chạy vi tính về cho toàn bộ hệ thống trong nhà. Họ lên kế hoạch hết để họ chuẩn bị backup cho cái chuyện đó, thấy chưa? Bảo đảm được rằng là tới ngày giờ đó thì là ông tướng chiến trường đó ông sẽ có bao nhiêu đủ hết tất cả để ông chiến thắng được quân Nhật. Cuối cùng là ông chiến thắng được quân Nhật là do là bộ phận nó gọi là back office, backup này chuẩn bị hết mọi thứ để phục vụ cho ông đó theo real time, theo thời gian đúng như ông em yêu cầu. Mọi chuyện đều có thể thấy được từ xa. Tôi chỉ dựa trên ba câu ngạn ngữ của ông bà mình, đó là đừng để nước tới chân mới nhảy, đừng để mất đâu mới làm chuồng, hoặc là phòng cháy hơn chữa cháy. Như vậy thì làm mô hình kinh doanh là phải có front, phải có back. Trong công ty nhỏ hay lớn gì cũng vậy, phải có cái ông tướng chiến trường. Chúng ví dụ đây là kinh doanh đó, ông kinh doanh phải đi thấy, ăn rồi chứ đi lo thấy thị trường thôi, chứ tìm kiếm thị trường chỗ nào mình có thể tới được, chỗ nào mình có thể đưa ra sản phẩm được để mở rộng thị trường, và lên cái mặt chi tiết mở rộng cái gì bao nhiêu vân vân, kiểu gì thì kiểu phải lên hết cái bài toán để phục vụ cho ông này. Ông này kiểu gì kiểu tôi không cần biết cái chuyện gì hết, mấy ông tự nhà tự lo nha, tới giờ đó tôi phải có súng để tôi đánh Nhật, bởi vì là Nhật sẵn sàng rồi đó, súng tôi có bắn là đúng. Và đầu tiên cái doanh nghiệp ra để làm gì? Để kiếm tiền. Nói thẳng luôn, kiếm tiền. Kiếm tiền để làm giàu cho doanh nghiệp, làm giàu cho bản thân của ông chủ doanh nghiệp. Và có tiền đó mới có người có tiền để mà trả lương cho người lao động. Con người là yếu tố quan trọng nhất. Hôm nay không có cái bảng, có cái bảng tôi nói rất là hay. Con người là yếu tố quan trọng nhất để đem về cái tiền cho doanh nghiệp đó. Employee có đủ năng lực để làm ra các quy trình làm việc chuẩn chu, best practice, ok ha, để phục vụ khách hàng hài lòng. Khách hàng hài lòng mới đem tiền về cho doanh nghiệp, ok. Và khách hàng cũ trung thành với công ty, mua sản phẩm tiếp tục của công ty và giới thiệu khách hàng mới cho công ty, ok. Như vậy thì là mục tiêu cuối cùng là tiền, người chủ doanh nghiệp kiếm tiền làm giàu cho bản thân và làm giàu cho công ty. Và người lao động mục tiêu là gì? Tiền, tiền lương, đúng không, để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Hai mục tiêu đó, ông chủ và người lao động gặp nhau một điểm là tiền. Như vậy thì tiền đâu ra, tiền của công ty đâu ra, là tiền công ty là do từ khách hàng mà ra. Khách hàng phải trung thành với mình và phải giới thiệu khách hàng mới cho mình nữa, với hài lòng với sản phẩm dịch vụ của mình, họ mới đem tiền về cho mình. Người lao động cũng thế, người lao động muốn có tiền từ ông chủ thì người lao động phải làm cho ông chủ hài lòng thì ông chủ mới trả tiền, đồng ý chưa? Như vậy thì là khách hàng, khách hàng là mục tiêu, là công ty phải làm hài lòng khách hàng. Khách hàng, người lao động, mục tiêu phải làm hài lòng ông chủ. Ông chủ là khách hàng nội bộ của người lao động.
nhân quả, cái quả cuối cùng là tiền, đúng vậy chưa? Mà cái quả đó nhân đâu ra? Nhân là từ khách hàng mà ra. Cái quả mà mình muốn khách hàng hài lòng, cái kết quả mà mình mong muốn, phải không? Nhân đâu ra? Nhân là không, chúng ta công ty phải có một cái hệ thống quy trình làm việc best practice chuẩn chu để từ đó mới phục vụ khách hàng hài lòng. Mình nghĩ cái này không? Ai không đồng ý cứ giơ tay chặn lại nha, interrupt tôi hỏi yes no, ghi lại đi, ghi lại rồi chút xíu là hỏi hỏi dạ, lát nữa đến phần hỏi ghi lại nhớ ghi lại cho tôi nói quan điểm của tôi nhé. Ok rồi, đây mình free nha. Ok free rồi, không có cài chính trị vô là phản động, không biết gì đây nhá. Ok đầu tiên đó là cái front back, cho dù một người đi chăng nữa, doanh nghiệp nó tự thân chỉ có một người làm. À, giám đốc tự lo, có nghĩa là doanh nghiệp là chủ doanh nghiệp cũng là ổng, thư ký cũng là ổng, phó giám đốc cũng là ổng, kế toán cũng là ổng, tất cả mọi thứ đều làm hết. Ok, nhưng ổng làm tất cả các chức năng đầy đủ của front và back, cho dù một người ổng phải làm những việc đó. Nếu công ty bự tồ cả ngàn người thì cũng có những bộ phận đó thì thuê người làm, đúng không? Còn một người cũng phải làm những việc đấy, bởi vì những việc đấy là những việc cần thiết của một doanh nghiệp phải có để làm việc. Đâu nào, không cần phải tuyển người đầy đủ, nếu như mình nhỏ quá thì có thể kiêm nhiệm. Một ông chủ có thể làm được nhiều việc. Thực ra như thế này, tôi là một người chuyên về kỹ thuật, tôi rất là giỏi về kỹ thuật, tôi có rất là nhiều ý tưởng, tôi không kinh doanh. Tại vì giống như anh Linh vừa nói là tôi không có front and back. tôi có rất là nhiều đam mê, ai mà biết tôi thì sẽ biết tại sao tôi về Việt Nam. Đam mê rất là đam mê tất cả những gì tôi làm. Tôi sẽ mời mọi người tới coi những gì tôi làm. Tôi đam mê tới mức độ mà tôi không kinh doanh được, tại vì tôi không có cái front. Thì vừa rồi tôi mới đi tìm một người rất là giỏi về kinh doanh, tại vì tôi biết tôi rất là yếu. Mà người đó giỏi, thiết là giỏi, họ xây dựng một công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam, sau đó Hitachi mua đứt. Thì sau đó họ đẩy ông ra, thì ông đứng đầu cái nhóm của tôi để kinh doanh. Thì đầu tiên hết á, 2 năm nay thôi bắt đầu phát triển rất là mạnh, là nhờ cái front. Thành ra tôi không rành lý thuyết về vấn đề gọi là gì đó, business model gì hết á. Tôi đam mê về công nghệ. Ở đây thì phần đông các em cũng sẽ là những người giống như tôi, đam mê về công nghệ nhưng mà mấy em không có giỏi về kinh doanh. Thứ nhất, nên tìm một người giỏi về kinh doanh. Có thể là em đã giỏi rồi thì em sẽ phát triển giống như là bên ông chú, bên anh tên là Kiều Phương Dương. Thật sự mình phải biết mình giỏi cái gì. Mình không biết mình giỏi cái gì, mình đi làm những cái chuyện mình không giỏi, nó không đi tới đâu hết á. Mình phải chấp nhận, giống như anh nói là một công ty phải có front và back. Tôi chấp nhận tôi là back, CEO đó. Họ đưa về tôi làm hết. Tôi không biết bán, không biết giá, không biết gì hết trời. Họ nói nguyên, có một cái khách hàng, họ cần biết được là cây chuối của họ có tưới nước hay không. Tại họ tưới rất là lớn nha, 1,000 hecta. Nhưng mà họ chia ra quân đội, như một quân đội 4 người ngồi lại đánh bài. Đánh bài không tưới cây. Họ nói tôi có người đi kiểm nhưng mà họ không biết được thiếu nước. À vậy hả, rồi xong, tới phiên tôi, CEO nhảy vô nói, à đây là cái cách giải quyết này, mình dùng hyperspectral. Mình đem mọi control, mình bay lên, bay bao nhiêu ngàn hecta cũng được hết. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó hết pin, nó tự động nó đáp xuống, nó sạc xuống, nó bay tiếp tục nữa. Tôi làm được rồi. Nhưng mà tôi đâu có làm business được đâu. Tôi đâu có biết giá cả đó bao nhiêu. Tôi đâu có biết khách hàng là ai cần cái gì. Tôi chỉ biết công nghệ, mà biết công nghệ không đủ. Cho nên đây để nói tiếp rằng anh nói rất là chính xác. Đi cái nào? Chúng ta phải nói là đi cái nào? Mình nghĩ rằng là mình làm ra sản phẩm rồi là ngày mai là mình sẽ có tiền về. Nhưng mà chưa chắc. Và tôi nói với các bạn là có lẽ nếu như người ta thì ta làm bất cứ giá nào để thải ra được sản phẩm. Nhưng mà tôi thì tôi phải gọi là bây giờ phải chậm lại một tí để hoàn thiện cái quy trình đó, để khi ra nó hay lắm mọi người và nó chạy rất chân chu. Và tôi nói với các bạn ở đây là chúng ta đang nói về khởi nghiệp. Mọi người nói là các bạn phải làm sáng tạo, làm doanh nghiệp đi, các bạn phải tạo ra sản phẩm, tạo ra cố gắng làm tất cả mọi cái. Nhưng các bạn khởi nghiệp, và chúng ta cũng muốn tôi được khởi nghiệp, một mình không làm được điều đó. Và hiện nay tôi đang làm một cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thực tế, là tôi cùng với các người quen của mình, các bạn bè mình, những chuyên gia của mình đào tạo ra một thế hệ chuyên bán hàng. Bạn nào sản xuất,
bạn nào khởi nghiệp bằng sản xuất, bạn cứ khởi nghiệp bằng sản xuất. Và sẽ có một nhóm các chuyên gia đi sẽ bán hàng cho bạn và sẽ đặt hàng bạn ra, ông phải sản xuất cái này cho tôi và tôi sẽ bán cho ông cái này. Cũng giống như câu chuyện của Nguyên ha, đó là như vậy. Chúng ta có hai cái, chúng ta có đủ tiềm lực, đủ nhân sự và đủ đầy đủ công nghệ công cụ thì chúng ta làm có phần ở đây. Còn nếu chúng ta không đủ thì mỗi cái là một vế. Tại sao chúng ta phải liên kết, nó liên kết, liên kết, liên kết. Anh có công nghệ, anh có là công cụ, anh có là khoa học, anh có là kỹ năng về kinh doanh, về truyền thông, tất cả phải làm hợp lại. Còn doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng giống như hồi nãy tôi nói, nếu ta sắp số 1 là con số 1 và tiếp con số 1 nữa là con số 1, con số 1 nữa vẫn là con số 1, cộng cái này là 111, nó phải dâng lên chứ. Quan trọng là nó đặt để nó như thế nào, nó rời ra thì nó con số đó là con số chết. Nhưng nếu chúng ta biết sắp nó lại thì con số đó là con số như con, và giá trị nó khác ở con số 1 từ bắt đầu. Thật ra thì tôi phát biểu với lại cái kinh nghiệm của người khởi nghiệp thôi. Tức là như mấy anh cũng chia sẻ, như là bạn hồi nãy bạn cũng ý kiến rất là hay. Tức là tôi là khởi nghiệp thì thường tôi sẽ không có tiềm lực cũng như tôi cũng không có đủ nhân lực để mà tôi vừa đi trước và tôi vừa backup ở phía sau. Thì đối với tôi thì là mình phải định hướng rõ ràng. Tức là mặc dù mình không có nhân lực nhưng mà mình phải biết là phải có một người đi trước và một người hỗ trợ ở phía sau. Thì đối với doanh nghiệp của Tú là doanh nghiệp khởi nghiệp thôi thì cũng có hai bộ phận rõ ràng, nhưng mình rõ ràng trong cái khả năng của mình. Tới hiện giờ mình đang là vừa là người sản xuất vừa là người bán hàng, tuy nhiên phía sau mình vẫn có một người làm tài chính. Cái kinh nghiệm cho những bạn khởi nghiệp, tức là nếu các bạn có khởi nghiệp, các bạn có đam mê sản phẩm, các bạn có tốt cỡ nào mà không có một người làm tài chính thì các bạn cũng sẽ khởi nghiệp thất bại. Bởi vì nhiều khi Tú rất là đam mê là ông có sản phẩm tốt quá, tốt cho sức khỏe quá, con tôm của ông tốt quá, lúa của ông tốt quá, tôi nghĩ là tôi có thể bán được. Nhưng mà khi về chị làm tài chính nước sao chị nói giá cao quay, thị trường chưa chấp nhận. Và để em làm ra được cái sản phẩm tốt này thì em phải tốn quá nhiều khối lượng về nhân sự, về tài chính, về quản lý. Thì nên là khi mà một lần doanh nghiệp khởi nghiệp có thể các bạn sẽ không có những cái bộ phận chuyên biệt để các bạn làm, tuy nhiên là nên có những định hướng về người đi bán hàng và người làm sản xuất cũng như là người làm tài chính. Thì khi mà các bạn có sự chuẩn bị, có sự hỗ trợ qua lại như vậy thì sản phẩm của bạn nó mới tốt được và cái đường đi của bạn nó mới bền vững được. Còn không thì nó chỉ dừng lại ở khởi nghiệp đam mê thôi, tức là khi cái đam mê đó nó từ từ nó bị dìm được bởi những cái khó khăn thì cái khởi nghiệp nó sẽ kết thúc. Tôi chế tạo ra một sản phẩm, sản phẩm đó nó khác biệt sản phẩm của tụi Netafin như là tụi Furkit. Tôi dùng vi xử lý chứ không dùng POC. Ở đây chắc tôi nói chút xíu kỹ thuật thôi. Rất là dễ dàng, tôi gắn vô IoT, tôi gắn vô Raspberry, tôi gắn vô hết tất cả những công nghệ mới nhất trên thế giới ngay lúc này, là dùng Django rồi dùng hết tất cả mọi thứ, đây là những cái từ IoT kỹ thuật. Thì hay quá, tôi có chỗ thí nghiệm ở chỗ phụ nữ Trung. Ồ, tốt quá. Tôi quên đi một chuyện là hết tất cả những người làm cho tôi là toàn là kỹ sư công nghệ, run system tốt kinh khủng luôn. Có một khách hàng trên là lại đặt hàng, tôi sẽ gắn cho anh không tốn chi phí nào hết, thích anh giữ, không thích anh trả lại cho tôi. Tôi gắn đem lên trên, hàng ngày gọi xuống hỏi anh ơi tại sao thằng này nó không on, anh ơi tại sao cái điện thoại nó bị dày, anh ơi tại sao tôi dùng điện thoại nó không. Quá nhiều cái vấn đề mà tại vì họ không hiểu cái công nghệ, không có internet thì làm sao điện thoại nó connect. Ví dụ là nhạc sĩ rồi đơn, có chứ nhiều cái đơn giản lắm, có cái chuyện nó nhỏ như vậy thôi mà nó mất hết một tháng trời. Họ nói thôi tôi không thèm cái system của anh nữa đâu, tôi làm tôi mệt quá. Nhưng mà cuối cùng mình bỏ cho một người khác, người thứ hai. Cái người thứ hai này rất rành về gì đó công nghệ. Ông nó chạy 6 tháng trời không vấn đề gì hết. Và cái ông kia quá nhiều vấn đề. Thì đây là câu chuyện 4.0 của chủ nhà khởi nghiệp. Nhớ phải bỏ một số thời gian, một số tiền vào training.
không training là người nông dân không thể nào hiểu được cách sử dụng cái công nghệ 4.0. Chẳng hạn như cái vấn đề của anh Nguyên này anh gặp đó là training. Thì training ở đâu ra? Training đó là một chức năng của bộ phận HR tổng hợp mình, có nghĩa là bộ phận hành chính nhân sự đó, đó là bác đó. Cho dù công ty có nhỏ xíu, chẳng dựa một người chẳng nữa, nhưng các chức năng đó mình phải làm. Cuối cùng là doanh nghiệp muốn gì? Tiền. Cầm được tiền bỏ túi nè, có phải vậy không? Phải. Như vậy thì tiền ở đâu ra? À ok ha. Như vậy thì là giống như ngoài chiến trường á, làm sao đánh thắng được giặc một cách chắc chắn, phải có con đường đi cụ thể hết. Tất cả mọi thứ đều hoạch định chi tiết lắm. Và phải follow up nó, có nghĩa là phải theo dõi từng đường đi của nó có đi đúng kế hoạch nó hay không, và đưa ra những giải pháp nếu nó bị chạy hướng thì làm sao để gò nó vô lại đường, để bảo đảm từng bước đi từ đây, từ đó tới 10 bước thì đi bước nào là chắc bước đó, và tới bước thứ 9 là chắc chắn là còn bước nữa tôi sẽ chiến thắng, cầm được tiền bỏ túi, nắm không? Đấy, và tất cả những thứ đó đều được theo dõi bằng một hệ thống phần mềm, đúng không nào? Phần mềm từ phân đến mạng, để rồi kể cả công nghiệp làm theo dõi được là mùa vụ thế nào, thuốc vi sinh cần chích thế nào, cho loại gì, thế nào, có việc vi phạm hay không gì đó, phần mềm nó báo cho mình biết đấy. Thì chúng tôi đã phát triển được một hệ thống phần mềm như vậy để mà giúp cho cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng nông nghiệp 4.0 đó. Tôi thấy cái sự tranh luận và tất cả những ý kiến của mình thì tất nhiên là rất là quen thuộc. À, không phải là chỉ trong cái cuộc nói chuyện giữa các nhà đầu tư như này, các start-up hay là các nhà cố vấn, mà tôi nghĩ là nó diễn ra hầu hết ở trong các lĩnh vực của cuộc sống. Và khi mà những cái tranh luận và có những cái ý kiến trái chiều như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta là đi đến những cái sự thống nhất. Mà cái sự thống nhất mà qua tranh luận thì bao giờ sẽ có những cái kết quả tốt hơn. Đấy là những cái câu vận về một chiều. Và qua cái sự tranh luận vừa rồi thì tôi chỉ thấy có một cái điểm tôi nghĩ là khác nhau. Không phải là khác nhau giữa những người ngồi ở đây với những bạn kia, mà sự khác nhau giữa chính những người đang ngồi trên này. Đấy, thì là thầy Linh thì nói là khi mà làm doanh nghiệp thì phải có một anh đằng trước, một anh đằng sau, đúng không? Đấy, nhưng mà trao đổi một lúc thì bạn Tú nói là thực tế cho bạn Tú thì không phải như thế. Bạn Tú thì cũng có đằng trước đằng sau, nhưng mà một anh đằng trước và một chị đằng sau. Mình là người ít kinh nghiệm nhưng mà lại được hoạt động nhất thì tức là đứng dưới góc độ của anh với vai trò của anh trong cái hệ sinh thái này, bây giờ có rất là nhiều nguồn lực có thể hợp lực với anh, thì anh muốn đúng một hành động mà tất cả có thể cùng nhau làm, thì hành động đó sẽ là gì? Mình nói thiên về chủ đề 4.0 một chút, tức là nếu mà một cái hành động mà muốn mọi người cùng làm với mình thì mình muốn là mọi người phải cùng mình am hiểu về nông nghiệp tại nơi mà mình muốn sản xuất, thì đó là cái hành động đầu tiên để mà mình có thể phát triển bất kỳ những cái lĩnh vực gì, hay là phát triển công nghệ gì, áp dụng cái gì vào, thì mình cũng phải nên am hiểu những cái gì mà mình đang muốn làm, đang muốn sản xuất và đang muốn áp dụng. Thì dù có hiện đại tới cỡ nào, có 4.0 hay là có công nghệ tới cỡ nào, mà mọi người mình không cùng nhau am hiểu cái nơi mà mình muốn làm, cái người mà mình muốn làm cùng, thì mình cũng sẽ không bao giờ áp dụng được. Thì cái mà Tú muốn là mình sẽ hiểu người sản xuất của mình, hiểu folder chung với mình, hiểu những cái anh chị mà đang sản xuất cùng với mình, thì mình cùng nhau hiểu những chuyện đó, thì mình sẽ cùng nhau phát triển được. Chúng tôi với cái vai trò là cái nhà tổ chức sát tăng thì chúng tôi đã hành động, chúng tôi đang hành động và về sau cũng sẽ hành động. Và vai trò của tôi nếu mà chỉ phải dùng một cái từ, tôi nghĩ đó là chúng tôi là cái vai trò của người kết nối. Hôm nay là một cái vai trò rõ ràng chúng tôi đã kết nối rất là nhiều bên ở đây. Nếu mà dùng một chữ thì tôi sẽ dùng chữ share. Chia sẻ nhưng mà không phải share, mà share nó rất là nhiều ý nghĩa. Share đây là thứ nhất, share the trust. Mấy anh phải tin tưởng những người đang làm việc chung với nhau. Tại Việt Nam mình ưa bị lừa đảo, tôi về đây tôi bị nhiều lắm. nhưng mấy anh phải tin tưởng với nhau, share trust, cái thứ nhất. Thứ hai, share kinh nghiệm. Thứ ba, share knowledge. Tôi rất là thành tự, tôi không biết gì, thật sự tôi không biết gì trong cái đó.
Nhưng mà ngay lúc này mà mấy anh hỏi tôi là trồng dâu tây như thế nào trong chỗ nóng, tôi làm được rồi. Trồng cải xoắn làm sao mình cho nó tốt đẹp giống như Đà Lạt, tôi làm được luôn rồi đó. Tôi sẽ share hết tất cả. Chỉ mong các anh share ngược lại cho tôi biết là kinh nghiệm trồng trọt của anh như thế nào để chi vậy, để tôi bỏ vô được con số. Nhưng mà phải trust nhau để chi vậy, tôi không có lấy cái sản phẩm của anh mà tôi chạy đi đâu. Tôi sẽ cùng với anh hợp tác, chia sẻ và phát triển. Thì là share, là nếu mà chỉ dùng từ thì tôi sẽ dùng chữ share. Tôi thì mong muốn rằng chúng ta, tất cả mọi người trước khi bắt tay vào công việc, chúng ta viết, hãy viết lại những gì mà chúng ta cần phải làm, cái nào quan trọng nhất và cái nào quan trọng sao. Và đặc biệt phải viết lên câu chuyện của cái sản phẩm của mình. Viết nên chỉ có câu chuyện đó mới truyền tải được thông điệp mà chúng ta muốn hướng đến với xã hội và cộng đồng. Chị viết. Chị thì chị thấy em không cần cắt sắt ở đây. Em chi ra 10% ngay lúc này là phí, bởi vì em đã tạo ra một cái sản phẩm mà người tiêu dùng thấy có lý. Thì em lên Indiegogo, em mô tả tất cả những cái cách để mình sử dụng thì khách hàng sẽ mua trước. Hai bạn, một bạn ở Mỹ mới về, chả hiểu gì ở Việt Nam cả.